Mở cửa nào, Vừng ơi mở cửa ra. Làm trên tào lao vãi. Rồi, biết cái màn này sẽ có cái challenge gì đây? What's that? Mình nhập vào cái cục này hả? Cái trò gì? Trò đá banh à? Ra được. Căng quá. Giờ mình là quả banh. Này là quả banh của người thổ dân ở cái vùng biển nhiệt đới này. Ấy. Mình thì chơi bóng cao su, bạn thổ dân thì chơi bóng này ít. Trời ơi, cũng được qua. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, giờ sẽ qua. Bạn nào vừa mới like video của mình thì phải, nhìn thì có vẻ khó đấy. Nhưng mà nó không khó tí nào đâu. Ủa, đòi hỏi giữ thăng bằng à? Ồ, 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 chết chết bà rồi. Nhìn thì tưởng là khó nhưng mà thực ra nó lại là khó thật. Để mi đầu. Chiều đó thì biết rồi, thôi đi từ từ nhé. Đau tim vãi chưởng. Ây da. Chưa đang còn. May quá đang còn. Ây da. Mày được lắm. Được lắm game à. Không có đường tắt để đi luôn đấy còn được. Hô, tại sao phải đi đường ngay lối phải trong khi có thể đi đường tắt, trong khi có thể đi đường tắt, trong khi có thể đi đường tắt, khi có thể đi đường tắt. Tôi chết mẹ rồi. Nhân gian chưa bao giờ là một ý hay. Speedrun. Speedrun. Này được nè. Thôi thôi đừng rớt, đừng rớt, đừng rớt, đừng rớt. Mới xong. Không ổn, không ăn gian nữa. 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 Đi đàng hoàng. Không gian nha. Nhìn quan sát, quan sát, quan sát, quan sát. Quan sát, quan sát chỗ này đứng được này. Rồi, giờ mà chạy là chạy sao? À, qua chỗ kia đứng nghỉ, ok. Có chỗ nghỉ thì... Ấy! Nhát tay quá.
này giờ thì đơn giản rồi, quen rồi. Quá nhanh. Ok, qua. Ai, từ bình tĩnh. Qua này. Đứng này. Qua này. Ok này. Quan sát trước này. Đi qua, đi thẳng, đi thẳng. Rồi ok, thấy rồi. Trong lúc nó đi lên, trong lúc nó đi lên sẽ là cơ hội của mình. Trong lúc nó đi lên. Ôi chết mẹ rồi. Này quá vẫn còn. Chết ta ra. Ôi. Lên lên lên. Lên 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 lên. Đừng có rớt. Không có cái gì để nó nhảy lên hết, bắt buộc phải rớt rồi. Che cho nó. À được này, được này, được này, được. Rồi xong. Má nó có lưu cho mình cái đoạn đó không trời? Má không lưu. Không biết mở được được cái được cục sâu. Thêm một cục sâu thì khó khăn dữ rồi trời. Đi luôn này. Ấy. Đến kia dừng là được rồi. Qua luôn này, không có gì này, đi qua luôn này, không có gì này. Chết cha, cơ hội vừa mới xong luôn. Đây rồi. Giờ làm sao? Hiểu rồi. Đi theo cục kia lên, xong nhảy qua, đi tiếp. Ok. Challenge đấy, nhé. Ủa, chỗ kia có cái gì vậy ta? Này, nhảy qua đây thôi, cái gì đâu. Đơn giản mà. Ê. À, lỡ tay một cái mà. Chơi kiểu này thì ai mà kiên nhẫn ngồi xem hả? Nói mình mà không kiên nhẫn để chơi nữa. Ai mà kiên nhẫn ngồi xem? Thôi sao? À, mới nhẹ nhàng. Gần 15 phút ở chỗ này thôi. Qua này, dừng này, qua này, dừng này, lên này, và xong. Hay quá, lật ngược thế cờ. Ai, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không hấp tấp, không hấp tấp.
đúng bạn. À, đi chậm 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 làm hồi hộp quá. Ok nè, tới nè, nhảy qua này, ô nhà bà kê này, à, trượt nhảy này, được rồi được rồi được rồi được rồi, đừng rớt đừng rớt đừng rớt, ta làm gì, lăn lên đây, à được rồi rồi, qua luôn cơ hội, hay quá, đến nơi chưa? Chưa đến nữa, trời ơi. Đây nào đây. Trời ơi, đơn giản thôi. Nó run tay ghê không ơi. Cảm giác như sắp mình sắp rớt không phải, quả bóng rớt không ơi. Căng thẳng vãi. Ôi đường xa vậy. Cái trò này giống trò gì trên điện thoại này. Hết chưa? Chưa 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 chưa. Phải tìm cách nhảy trở ra. Làm sao đi ra? Ok có kìa, có kìa. Như nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua, ây da, nhảy qua, nhảy lại, nhảy qua, ây, xong. Nó là lưu cho mình từ đâu đây? Hay quá, từ chỗ mới. Chỗ mới là ok rồi. Không có gì hết. À. Tí nữa là chụp chân lộn chụp tay. Ây tôi xong. Cái gì vậy, nãy nó đâu có vượt qua cái tường đấy đâu ta. Mình cảm giác đi làm đầu bao giờ nó cũng dễ ta, đi lại cái tay nó cứ run run sao. Lại này. Đây rồi. Rồi chỉ có đi thẳng với đi ngang thôi. Thẳng với đi ngang và nhảy thôi. Yes sir. Good job. Oh, custom soul fruit hả? Oh, lên 9 cục rồi.